Em nhà nấu cơm nhé. Thank you.
านถึงจะมีแข็งเนี่ยหมูกระเล่าได้เลยcầu máy không được cá không thể cắn câu nước lạnh quá đã câu được mấy con chép mà toàn rô phi lạnh con chép không được cá. Mất nước là mất nước lâu chưa mới mất đấy chắc lại bị đứt sợi đường. Thank you.
nhỉ? Đồ bé quá. Đứa con tạm biệt. Cho mẹ đi ngủ xong mẹ ăn cơm. Chứ hôm nay em là bóc khó thế. Sao mẹ không lấy ra ấy? Bóc bỏ vào trong chậu mình. Đúng không? Đúng. Chị đây. Ăn cá đi em. Để lấy anh khai xăm. Anh xin em ăn nhiều vào mới có sửa cho quá khó. Đừng khó á. Anh phải ngon mà, hôm nay em được ngon mà. Không. Anh không nấu ít canh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con mình ở bên trong tí, thì anh ở ngoài. Anh đi xem dâu như thế nào.
Thank you.